Đây là vị trí nút giao quốc lộ 51 với tuyến đường T1 và đường 25C, kết nối trực tiếp đến cổng phía tây sân bay quốc tế Long Thành. Được biết, tuyến đường công vụ vừa được thông xe vào tháng 12 năm 2023. Và đây là tuyến đường 25C hiện hữu, đi qua khu công nghiệp Nhân Trạch, được quy hoạch kết nối với đường T1 đến sân bay quốc tế Long Thành. Ngày 6 tháng 1 vừa qua, đã được khởi công đoạn 2, vị trí từ đường Nguyễn Hữu Cảnh xã Long Tân đến đường Hùng Vương xã Vĩnh Thanh, kết nối với đường Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn còn lại như hình ảnh anh chị đang xem là từ đường Hùng Vương xã Long Thọ kết nối đến nút giao quốc lộ 51 thì vẫn đang trong quá trình kiểm đếm, đền bù và thu hồi đất. Đoạn này có chiều dài hơn 3 km, đi qua địa phận xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch và xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Được biết, tuyến đường công vụ này được xây dựng trong phạm vi quy hoạch tuyến giao thông T1. Tuyến đường có chiều dài khoảng 4,3 km và rộng 6 m. Tuyến đường công vụ sẽ duy trì hoạt động trong suốt quá trình thi công dự án sân bay Long Thành, phục vụ lưu thông cho các phương tiện, máy móc ra vào sân bay Long Thành. Sau khi dự án sân bay Long Thành hoàn thành, đường công vụ sẽ là giải phân cách giữa của tuyến T1. Gói thầu 6.12 thi công hai tuyến giao thông T1 và T2 kết nối sân bay Long Thành có giá trị hơn 2.630 tỷ đồng được khởi công giữa tháng 7 năm 2023. Dự kiến gói thầu này sẽ về đích sau hơn 2 năm triển khai. Đến nay, gói thầu này đang được liên doanh nhà thầu tập trung đẩy mạnh thi công, rút ngắn tiến độ. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, nhận được sự quan tâm rất lớn của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương và đặc biệt là sự quan tâm của người dân khu vực cửa ngõ sân bay Long Thành. Mời anh chị xem tiếp phần còn lại của video nhé. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn anh chị đã đồng hành.